Trời hôm nay hay không? Nhìn nhìn trời đây. Mây đẹp không? Đây là một cái siêu thị ở bên này. Ai ở Úc thì chắc là biết là Sunshine. Hôm nay đi đi đổi cái điện thoại. Nhìn này, cái khu này rất là đông người. Đông xe, cả một cái bãi xe. Chào các bạn nha. Chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và mạnh khỏe. Giờ mình đi đi ra mua cái sim điện thoại, đổi cái điện thoại khác không ấy. Cái điện thoại cũ dùng mỗi một tháng là 40 đồng. Bây giờ mình ra mình đổi cái khác, một tháng 19 đồng. Tại mình cũng đâu gọi ai mấy đâu, ở nhà thì chơi thì dùng toàn những là dùng dùng cái gì nhỉ? Đi lối này. Ở nhà thì toàn là dùng wifi, ở nhà đâu có dùng nhiều đâu, mà tháng nào cũng mất 40 đồng. Thằng con mình thì 100, hơn 100. Riêng điện thoại 4 người dùng đã, hôm qua vừa mới trả xong, hai mẹ con là 250. Các bạn ở đây tuy rằng làm thì nhiều tiền thật, nhiều hơn Việt Nam đương nhiên rồi. Thế nhưng mà cái tiêu dùng hàng ngày nó rất là nhiều tiền, chứ không phải là như mọi người nghĩ là chỉ có làm không có chỉ có vào không có ra đâu. Ở Việt Nam mình làm ít nhưng mà cái giá thị trường nó rẻ, còn ở đây cái gì cũng động vào tiền, cũng làm nhiều tiền thì tiêu nhiều tiền, cái đấy là nó là cái quy luật rồi. Nên mọi người cứ nghĩ ôi trời ơi, ở bên đấy, bên hải ngoại nhiều tiền á, làm lương nhiều lắm, một ngày á, làm bao nhiêu, rồi ôi toàn những cái thằng bó mồm ơi, làm học xì dầu ra tiêu à, mỗi lần bill về ha, mặt méo xèo xèo, đâu có sung sướng gì đâu, khổ lắm. Mọi người có nhìn thấy cái gì không nhỉ? Đấy, hai tối đi sao không biết đâu nhá, đấy, cứ để lên đây thôi chứ cũng chẳng biết nữa. Đi buồn thì mở lên để nói chuyện cho đỡ buồn. Tại vì từ đây chạy về đấy cũng phải mười mấy hai chục phút. Đấy, cái tầm này là tầm người ta đi làm về. Nó bắt đầu đông xe rồi các bạn nhá. Xe tắc đường nhá. Đó, cái tầm này là bây giờ là 3 giờ mấy, chưa phải là đông lắm đâu. Nếu mà tầm đông là về 5 giờ 5, 6 giờ gì đấy. Lần trước mình đi làm về nhà tối mịt, 7 giờ tối rồi, 4 rưỡi từ hãng về, mà về nhà 7 rưỡi. Đường thì nếu mà đi chạy một phát thẳng không có bị tắc xe khoảng nửa tiếng thôi, nhưng mà đi tắc xe về nhà 7 rưỡi tối mịt mịn mịn. Ở đây ai mà đi làm á không có thời gian đâu, người ta làm gì có thời gian nên suốt ngày nên live stream đâu. Cho nên các bạn đừng, chào tất cả mọi người nhá, mọi người đừng có cái bọn mà suốt ngày lên đây nói linh tinh rồi làm nhiều tiền lắm rồi này kia các thứ, đừng có tin chúng nó. Những người ở bên này mà đi làm đi ăn á, người ta không có thời gian đâu. Nói ai nói đơn giản như nhà mình đây này, mấy người đi làm này, làm gì có ai có thời gian đi được nghỉ một ngày về. Ông xã ông được nghỉ một ngày, ông chỉ ngủ thôi, chả làm gì hết. Nó thèm ngủ đến mức độ như vậy đó. Thì mọi người thử nghĩ xem là toàn cái bọn sĩ diện mẹ sư sang đây thì cứ bắt đầu về sĩ mấy ở người bên này thì không sĩ được, xong rồi suốt ngày về Việt Nam sĩ với những người ở Việt Nam. Đương nhiên rồi, ở bên này làm đổi ra tiền Việt Nam 100 được triệu mấy,
thì đương nhiên là nó phải nhiều rồi. Thế nhưng mà 1 triệu mấy ở Việt Nam mua được bao nhiêu thứ, còn ở bên này 1 triệu mấy mua được những cái gì? 100 đô được, mua được những cái gì? Mua ham được mấy cân gừng á, hết bá rồi. Gừng á, 30 mấy 40 đồng một cân các bạn nhá. Chào cả nhà nhá. Đây này, cái khu này toàn xí nghiệp xưởng, không biết mọi người có nhìn thấy không ạ? Có nhìn thấy không, có nghe thấy không? Cho mọi người đi chơi thôi. Rồi cái gì vừa nãy nên sàng nghe thấy mấy người hỏi là chứ nếu mà làm lương ở Việt Nam 10.000 đô một tháng thì có lên đi Mỹ không? Nên sàng nói là nên đi chơi. Trước khi mình suy nghĩ một cái vấn đề gì đó, mình phải lên đi du lịch đi. 10.000 đô một tháng thì mình có thể du lịch được ở bên Mỹ. Mình sang bên Mỹ mình xem cái cuộc sống ở bên đấy nó như thế nào. Không biết mọi người nhìn nó rõ không nhá, nên sao không biết đâu nhá. Cái trời nó hình như nó tối tối phải không? 10.000 đô ở bên này á, đi làm gì có được 10.000 đô một tháng. Ở đâu ra? Chỉ những người buôn bán thì không nói làm gì. Bên này cuộc sống càng giàu thì càng phải lo nghĩ nhiều. Bạn phải nên nhớ như thế. Nó không phải là đơn giản như là mình nghĩ là cứ sang đây là hốt được vàng, hốt được của đâu. Cuộc sống nó đòi hỏi cao thì mình phải vất vả nhiều. Chứ đâu phải Việt Nam mà ăn mắm ăn muối cũng được chẳng hạn như vậy. Ở bên này á, nó đã thế rồi, cuộc sống đã thế rồi, nó còn buồn nữa. Nhất là những người già. Người già cứ suốt ngày hú 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 ở trong nhà chả đi đâu cả. Đi đâu cũng phải có con có cái đúng không? Hoặc có người đi được, còn sức khỏe còn đi đây đi đó được thì đi xe buýt, xe khách thì nó cũng có thời gian của nó, chứ đâu có phải suốt ngày suốt đêm nó chở mình đâu. Rồi ở nhà mình có gần những cái khu có xe bác nó chở mình đi lung tung không? Đó, già rồi ở đây nó là như vậy đấy. Cho nên là những người 50 tuổi trở lên là đừng có đi Mỹ. Ví dụ như có giàu có ở Việt Nam sướng hơn. Dù sao trong nữa mình ở Việt Nam mình cũng còn nói được tiếng mình đúng không? Nếu mà giàu có mình còn ra ngoài đường còn có người ta hâm mộ mình. Chứ ở đây chả ai biết ai vào mấy ai hết. Cái mẹ, mình đi ngoài đường mình có giàu có như thế nào, cái xe đẹp quá thì nó nhìn cái xe nó wow, cái xe đẹp đó. Nó đâu biết mình là ai đâu, hiểu không? Còn mình đi xe đẹp rồi mình về nhà mình phải lo trả tiền bill, tiền xe, tiền này tiền kia, đủ các loại tiền trên cõi đời này đó. Cho nên ở đâu nó cũng có cái giá cả các bạn ạ. Nếu mà mình làm mà được nhiều tiền đã ổn định, lương đã khá giả ổn định rồi mà mình cảm thấy mình muốn đổi cái hoàn cảnh á, mình đổi cái gì đó thì mình thử đi du lịch lần xem cho biết. Nếu sao thấy nhiều người hỏi là có lên đi không, rồi giá mình làm lương như thế mình có lên đi không, phải xác định sang bên này làm cái gì, có đi làm lại được từ đầu không. Khi mà mình ở Việt Nam mình đã làm ăn mình đã vững vàng rồi, xong rồi mình sang những nước này á, mình có đi làm lại được từ đầu không. Nhiều người cứ thấy người ta nói ồ bên này sướng lắm rồi, không đi làm nó cũng nuôi với những người ta có quốc tịch ở đây thôi. Còn những cái người di dân sang đây á, nó không cho đâu. Rồi, ví dụ như nó cho thì mình ăn hết tiền đi, rồi nó cho nó nhập quốc tịch đi, là cái dân ở đây đi. Rồi mà còn sức lao động nó có cho ăn đi chăng nữa, nó không vần lên vần xuống cho. Đấy mà ăn được của nó dễ dàng.
không có đơn giản đâu. Ngày xưa cơ, cái thời mà Lisa, cái thời Lisa qua đây này mấy chục năm về trước ấy, thì nó còn dễ dàng. Bây giờ không có đâu, kinh tế càng ngày càng khó khăn. Rồi con người mưu mô nhiều quá, nó biết hết rồi, nó nắm được hết rồi. Cho nên là nó không để cho mọi người gian lận của nó nhiều nữa đâu. Quá nhiều rồi, mấy cái những cái người đi trước là bắt đầu làm đủ các trò lên rồi. Đây này có người bị đụng xe này. Cứ ở đây đấy, nó có cái kiểu là ví dụ như là người ai mà đi mà đụng xe mà bị tai nạn xe mà bị chết ở cái góc nào ấy, là người ta hay những cái người ta hay mang hoa đến đó, xong người ta buộc vào cái cây đó. Thì buồn cười lắm. Ngày xưa Lisa mới qua đây, ông xã ông mới nhìn thấy cái đó. Ông bảo chứ hình như ở đây bán hoa. Mình thì hay theo dõi những cái tin tức này kia các thứ, cho nên mình biết, mình bảo bán hoa đâu mà bán hoa, có người bị tai nạn xe chết đấy, bán hoa cái gì mà bán hoa. Đâm vào cái bị tai nạn ở chỗ nào đấy là người ta hay mang hoa đến đấy, người ta buộc vào đó, có người chết ở đó. Cho nên là nhiều lắm, ở đây nhiều lắm. Chẳng ai nói nên xả nói thật là mình nói thật là mình không bao giờ mình dám nói mạnh, tại vì ở đây tai nạn xe cộ nhiều lắm, mình không dám nói mạnh là cái này cái kia. Cho nên là mọi người ai cũng vậy, những cái người mà nhìn thấy người ta bị tai nạn xe cộ, bị làm sao đừng có nên phỉ báng người ta hay là cái gì, cái đó nó khó nói lắm. Con người đi trên đường này có những cái đứa trẻ đang đứng đợi xe bus. Một cái xe nó ủi cho chết một loạt học sinh ở cái chỗ nó đợi xe khách như này này. Đó, rồi có người đang ngủ ở trong nhà, có thằng xà xỉn húc thẳng vào trong cái phòng ngủ người ta, chết cả hai vợ chồng. Đó, mọi người thấy không? Tai nạn xe cộ đâu có ai biết được chuyện gì xảy ra đâu. Mọi người có nhìn thấy cái cảnh ở ngoài đường không? Nên sao không biết là có ai nhìn thấy cái gì không? Hay là tối om om mình nhìn hình cũng tối. Xin chào các bạn nhé. Chào chị, chào em Thương Minh Thảo. Bây giờ đang mình vừa ấy ở đằng kia, mình chạy ra đây mãi tít đằng này chuẩn bị đi tập ấy. Ngồi nói, vừa lái xe vừa nói chuyện các bạn tí, không biết nghe có rõ không mà hình như tối sao ấy. Đấy đấy, đường xá nó là như thế này đấy, mọi người nhìn thấy không? Ai nói chung là người ta đường đây rộng lắm mà người ta đi thì bao giờ cũng phải đúng, tại vì máy ảnh nó để lung tung ấy, mình không biết. Nhiều khi cảnh sát nó đỗ xe, nó đi xe thường, nó đỗ ở bên cạnh đường á, nó giống cái xe hỏng ấy, xong bắt đầu nó chụp hình, chụp mình chạy quá tốc độ á. Việt Nam gọi là cái gì, núp lùm à. Thế, nó đâu có thèm ra nó cãi nhau với mình đâu, nó cứ chụp cái số xe của mình á. Nếu như Việt Nam thì gân cổ lên cãi, chứ ở đây cãi cái gì, nó cho cãi, ok cãi, ra tòa mà cãi, tao phạt mày đấy, mày có bằng chứng mày nói là cái lúc đấy mày đi đúng không, có thì ra tòa cãi đó, thua thì trả nhiều thêm, ví dụ như là bị 100 mấy 200 mấy, ví dụ ra tòa trả mấy trăm vậy đó. Nó là như vậy đó, lái xe ở đây nó là như vậy đó. Cho nên là cãi đi, cho cãi thoải mái. Gặp cảnh sát ngồi im, hỏi cái gì phải đưa ra cái đấy, không đưa nó phẹt cho bợt mặt ra, chửi bậy nó dán cho cái giấy phạt vào mồm đó. So đi, so sánh đi, thấy nhiều người ở bên này so cảnh sát thế này cái kia, mẹ cha nhà chúng mày,
cái bọn ba que ấy, gặp cảnh sát có dám há mồm nó nói không, nói nó độc cho vỡ mặt ra. Ở bên này á, vừa đi bộ vừa cầm đi qua đường á, vừa cầm vừa nói chuyện phone vừa vừa đi qua đường ấy là bị phạt nhá các bạn nhá, không phải là không phải là chỉ là đi xe không thôi, mà đi bộ đó, đi qua đường á mà cầm cầm phone á là cũng thế. Mà ở Úc này có cái luật nữa là hình như là ở trên những người ta không cho phép cầm cái để giống như cái cây để quay phim á, như ở Việt Nam nói là cho cái phone vào xong rồi để quay phim ấy, người ta không cho, không cho dùng cái đó đâu nhá. Tại vì hình như hồi mới có cái đó nhiều người người ta đụng vào người ta đó, xong rồi người ta khiếu nại á, thế là người ta không cho dùng cái đó, chỉ trừ khi mình đi ra những cái chỗ không có người á thì mình dùng cái cây selfie cái gì á, người ta nó gọi là gì á, lý do cũng chẳng biết, cái cây để quay phim á. À, ở Úc này những cái chỗ đông người nó không cho dùng cái đấy đâu nhá, dùng kiểu như là đụng chạm vào người ta đó, cho nên người ta không cho. Chỉ có mình đi ra những cái công viên hay là những cái chỗ nào không có người á thì mình có thể mình dùng được cái đó, nhưng mà nếu mà mình đi ở những chỗ có người á là cái luật ở đây nó không cho dùng cái cây đó đâu. Nhiều người không biết là Lisa, không biết là mọi người có biết không, nhưng mà mình biết là như vậy, nó không cho dùng cái đó đâu. Cho nên các bạn đi sang Úc á, không đi ra những cái city, những cái nơi đông người á, các bạn không thấy người ta cầm cái cây như thế để người ta quay phim đâu nhá. Tại vì nó không được phép, không được phép dùng, trừ khi những cái người người ta không biết thôi thì người ta dùng cái cây đó. Người ta sang đây người ta du lịch người ta không biết thôi, nhưng mà thực tế là ở bên này nó không cho, cái luật nó không cho dùng cái đó. Đó, cái ở bên này cái gì nó cũng có luật hết á, mà mình nó không cho mình cãi đâu. Đừng có nói là đi ra cảnh sát đang đi này, cảnh sát nó hú còi mình không biết chuyện gì nữa, nó kêu mình dừng lại mình cũng phải dừng lại đã. Dừng lại xong rồi nó nói cho mình nghe, đừng có nói có há mồm ra mà mày đã chào tao chưa đâu nhá. Nó không có cái vụ đấy đâu. Chào hay không chào là cái chuyện của nó. Nếu mà mình cảm thấy rằng cái người này mất lịch sự với mình có bằng chứng á, mình khiếu nại, mình ra tòa, cái gì cũng ra tòa hết ở đấy. Chứ không phải là cái gì mình cũng nói mồm xong cãi nhau như bà hằng tôm bằng cá đâu. Cảnh sát nó có quyền mà, ở đây là nó có quyền hết. Nó hú còi đằng sau mình không cần biết mình có tội hay là không có tội, mình phải dừng lại. Dừng lại rồi nó bảo mình đưa cái gì mình phải đưa cái đó. Không đưa là nó tóm mình về đồn luôn á. Chứ không phải như ở Việt Nam đâu. Việt Nam mà quá tự do rồi. Mẹ sư. Này còn cái vụ ông đã chào tôi chưa? Rồi cái gì nữa? À, tôi có tội gì mà bắt tôi? Ô, làm gì có cái vụ đó. Tầm bậy tầm bạ. Sao mấy cái thằng nó lái xe sao chúng mày không so sánh những cái đấy đi? Hả? À? Toàn những bắt lạt mấy cái người ở Việt Nam thôi, người ta không biết những cái luật nữa, chúng nó tưởng là ở bên tự do lắm, tự do hả? À? Chúng mày thử cãi cảnh sát, gặp cảnh sát cãi xem có dám há mồm ra cãi không? Hay như cái lần á, Lisa thấy mấy người, cái thằng Tây á, nó đụng vào cái xe của cái con bé đấy, không có ai ra giúp người ta cả. Mình nghe nói tiếng Việt cái mình xông ra luôn. Mình hỏi chuyện gì á, nó nói là coi cái thằng kia nó đụng vào xe, mình bắt cái thằng kia đưa bằng lái ra ngay. Mà đưa bằng lái ra xong thằng kia nó bảo cái con bé này nó đụng vào xe của tôi. Tao bảo mày đưa bằng lái đây, mình quát lên. Thế là nó đưa bằng lái. Chỉ được cái lỗ mồm với cái bọn chó chết ở bên này. Cho nên mình ghét nó ở cái chỗ đó. Mẹ mấy cái thằng già ấy, không được cái việc gì nhưng mà lại thích sĩ. Chỉ được cái lỗ mồm ấy, nói phét thì giỏi. Cháu chào chú Cầm Út Lai Cầm Nguyễn.
good evening, good night, good afternoon, good evening. Chứ good night là trước khi đi ngủ ấy, chào. Đây, nhiều thằng nó đe dọa mình á, là nó làm cái gì mình á. Đây, tao đến đây này, thằng nào đến đây mà đánh tao này, mày ăn cha cái lũ chó chết. Ok, tới nơi rồi các bạn ơi. Chú cầm idol của cháu. Đâu không được nghe chú chửi thề. Nhớ chú nào ấy. Cầm sang diễn đàn này rồi à, chào chú. Ok, nên sao nói vậy thôi, nói mấy câu chơi các bạn thôi. Bye bye nha, đến nơi rồi. Hôm khác tâm sự sau.